tiếp chấp 56 của bộ truyện đệ tử tu luyện, ta nằm chơi thành tiên đế. Tiêu huyền vừa tăng cường thêm linh lực cho bàn tay vừa đưa đôi mắt cương trực nhìn hắn mà nói bóng gió, khoảng cách giữa ngươi và bọn ta, hoàn toàn không biết gì cả. Lục sinh cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo đang bay dốc ngược vào người, thẩm thấu đến từng tế bào trong cơ thể khiến toàn thân như sắp tê dại, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Liên hoàng hốt than thầm trong bụng, chuyện gì vậy? Cảnh giới tu vi của người này rõ ràng không bằng mình, nhưng linh lực trong kiếm khí lạnh thấu xương, sát thương rõ ràng. Không được, không thể liều linh lực với hắn. Nghĩ thông suốt lục sinh vội nhảy giật lùi ra sau, tạm ngưng khai chiến bằng linh lực, nhẩm tính kế sách mới trong đầu, trực tiếp lợi dụng pháp luyện thể để đánh phục hắn. Hắn vừa thu nắm tay vừa hô to, cửu chuyển kim thân luyện thể quyết. Lúc này từ trong nắm đấm của hắn bùng ra một nguồn khí như lốc xoáy chuyển động kêu rắc rắc. Tiêu Huyền nhàn nhạt, nhạt nói, muốn so cường độ thể phách rồi vừa lạnh lùng đưa tay lên triệu hồi pháp thể hình cầu rực lửa tỏa khí tức phừng phừng, vừa dõng dạc hô to, âm dương ngũ hành luyện thể quyết. Anh nhanh chóng bay vụt tới quyết chiến trực diện với Lục Sinh, rồi cao giọng chế giễu, ngươi còn kém xa. Một lần nữa cuộc đọ pháp luyện thể giữa hai nắm đấm liền tạo nên nguồn lực xung kích, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, khiến những khán giả bất đắc dĩ bên ngoài ai cũng phải lấy tay che mặt, cố chỉ chân để khỏi bị hất bay đi. Dưới sức ép của Tiêu Huyền, đột nhiên cẳng tay của tên lục sinh bị nóng lên cháy đen thui, rồi cơ bắp có dấu hiệu như sắp bị biến dạng. Lục sinh hoảng hồn giật lùi lại ngoác miệng thét lên đau đớn. A a a, tay của ta, chỗ cẳng tay phải mặc giáp của hắn giờ đây như một cục sắt bị nung nóng đỏ mà phình to ra. Tiêu huyền không chút nhân nhượng bảo, chiêu tiếp theo, không chỉ là tay đâu, rồi lãnh đạm đưa ngón tay ra phát một đường khí tức để hội tụ nhiều kiếm khí tua tủa đợi sẵn. Bị dồn vào bước đường cùng, lục sinh lấy ra một cái bình gì đó màu trắng mà nghiến răng nói thầm hết cách rồi sau đó hắn siết chặt mấy ngón tay bóp vỡ nó ngay lập tức một nguồn khí tức màu tím hình cầu xuất hiện sản sinh ra nhiều luồng khí như con nước vây lấy cơ thể hắn danh tinh nguyệt chứng kiến cảnh tượng đáng ngờ trên ngỡ ngàng thì tự hỏi đó là lục sinh dung nạp nguồn năng lượng đó vào cơ thể khiến bản thân cũng trải qua đau đớn cùng cực miệng không ngừng la hét những mạch máu cũng nổi đầy cả lên mặt nhưng ngay sau đó hắn đã dần thích nghi nguồn lực tự thân cũng bành trướng nhanh chóng tạo một lớp vỏ bọc chống lại kiếm khí của tiêu huyền đang lao tới vì vậy những kiếm khí vừa chạm vào người của lục sinh liền bắn ngược ra trở lại ngỡ rằng bản thân đã được hộ thể chắc chắn hắn liền nở nụ cười đắc ý ha 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 hắn nhếch môi cười bắt đầu dở giọng xem thường đối thủ ngươi chỉ có chút sức đó thôi à không đủ gãi ngứa cho ta nói dứt lời hắn cũng đưa tay phản kích lại tiêu huyền thấy anh đứng im chưa có hành động gì, danh tinh nguyệt lo lắng cho sư phụ nên la lên cảnh báo, cẩn thận. Tiêu Huyền vẫn giữ cốt cách điềm đạm, nhẹ nhàng lấy ra một đạo kiếm thể, có kiếm khí như tia sét. trong lòng thầm chê cười tên tà tu ảnh vệ, đột nhiên bạo chướng gấp mấy lần. chẳng qua cũng chỉ đến vậy, vừa bình phẩm anh vừa vung tay chém một nhát, luồng kiếm khí như lôi điện nghịch thiên giáng mạnh về phía tên lục sinh, khiến mặt đất dưới chân hắn đều nứt toét ra hắn với gương mặt thất thần sen lẫn khiếp hãi mà tự hỏi, kiếm khí sao mạnh hơn so với lúc nãy. Sau đó là tiếng la hét thất thanh vang vọng trong không trung của lục sinh. a a a Ở gần đó, tướng quân Triệu Hoành Đạt vừa đưa tay vận hành màn kết giới âm dương để bảo vệ bản thân và tam công chúa, vừa lan man nghĩ ngợi đủ thứ chuyện đã xảy ra, tiêu huyền của Hồng Mông Tông. Chưa từng nghe nói qua người này, chém giết Nguyên Anh mà không phí sức, thật sự là đáng sợ. May mắn thay lúc tam công chúa nhờ ta tiếp đón, ta cũng không có lơ là những người này. Hôm nay thất lễ như vậy trước mặt công chúa Điện Hạ, đúng là xấu hổ. May mà chiến giáp này được chuyển hóa bằng linh lực, nên không đến nỗi khỏa thân xuất hiện trước mặt công chúa. Mặc dù đã đánh bại được tên lục sinh nhưng trong lòng tiêu huyền vẫn canh cánh một câu hỏi, sao vừa nãy sứ thần này đột nhiên khí tức tăng mạnh. Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ, danh tinh nguyệt bước tới kính cẩn kiến nghị, chuyện đã đến thế. Mong các vị của Hồng Mông Tông rút lui về nước trước đi tốt nhất nên sang nước khác để tránh bị chú ý bởi vụ việc này. Tiêu huyền nhìn thẳng mặt đệ tử rồi điềm tĩnh hỏi lại, tam công chúa điện hạ, nếu bọn ta đi rồi, ngài sẽ trở thành đầu sỏ của việc này. Lúc đó Long Viêm Thượng Quốc sẽ phát giận lên người ngài, ngài định xử lý thế nào? Trước câu hỏi bất ngờ của Tiêu huyền, danh tinh Nguyệt lúng túng nói, đây. Đột nhiên Lâm Chỉ vỗ ngực mình trên ngang, người giết sứ thần đó là ta, ta nguyện ý ở lại, một mình gánh toàn bộ tội danh. Doanh tinh nguyệt tiến tới vỗ vai Lâm Chỉ tỏ ý cảm thông. Lâm cô nương xả thân vì nghĩa. Hôm nay nếu để Lâm cô nương mạo hiểm. Về sau không phải sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của tu sĩ trượng nghĩa trong thiên hạ ư. Lúc đó chuyển đến nước khác. Triều đại tần ta cũng không tránh khỏi danh xưng tham sống sợ chết. Nói tới đây danh tinh nguyệt chợt ngưng lại. Gương mặt cũng chuyển sang đam chiêu căng thẳng nói tiếp. Hơn nữa, nếu là long viêm thượng quốc, dám mặc kệ sứ thần làm sằng làm bậy như vậy, e là trong đó còn có ổn khúc. Tiêu Huyền trước giờ luôn có cái nhìn sâu sắc về mọi chuyện. Anh nhìn doanh tinh nguyệt mạnh dạn phỏng đoán. Ồ, ý của Tam Công Chúa là chuyến đi lần này của Long Viêm Thượng Quốc là cố ý khơi mào mâu thuẫn với Đại Tần Ư trước những sự việc bất thường đã diễn ra trong thời gian qua. Doanh tinh nguyệt thẳng thắn nói ra quan ngại của mình. Trước tiên nghe nói Long Viêm Thượng Quốc gần đây thường xuyên thị sát phiên quốc. Ta đã cảm thấy kỳ lạ. Vừa nãy lúc sứ thần đó sử dụng bí pháp tăng thực lực, rõ ràng ta đã cảm nhận được sức mạnh của quốc vận e đây chính là mục đích của Long Viêm Thượng Quốc. Tam công chúa nhíu mày trầm tư bảo, Long Viêm Thượng Quốc hình như tìm được pháp môn đặc biệt có thể đoạt quốc vận của nước khác, chắc hẳn là vì đại chiến quốc vận sắp tới. Lời của danh tinh Nguyệt vừa thốt ra xong, không hẹn mà năm cái đầu tiêu huyền, Trúc Tuyên, Liễu Mị Nhi, Lâm Trĩ, Tô Mộc Hàm, đồng loạt quay phát lại mà sửng sốt kêu lên, đại chiến quốc vận.